kể chị già mới ăn khoai lang đó nha em. Bây giờ các bạn chuẩn bị tinh thần chưa? Quý vị chuẩn bị tinh thần chưa? Chúng ta hãy tìm xem ai là người bị đánh. Bắt đầu. Nôn nóng quá. Đoán được tôi mới gọi là chư phù. Rồi, mời các bạn đoán. Cảm giác của chị sao chị già? Tuyệt vời lắm em. Tuyệt vời. Tuyệt vời. À, Harry, em nhột hả Harry? Cái bà ở trong lều của em á, nhìn như bà này không có nhiều kinh nghiệm về đánh người ta. Đánh đâu mà nó đánh toàn là cái chỗ mà mấy cái xương không à? Đúng không chị? Trời, bực ghê. Trời ơi. Dạ, càng ngày diễn giỏi ghê. Anh Cương hả? Anh ấy sao? Lần đầu tiên làm chuyện ấy. Cái mặt anh Cương có vẻ lúc mà nó lo lắng cái gì ha. À, rồi chịu đựng nè em. Theo em nghĩ thì lèo nào đã bị đánh? Em nghĩ là lèo của chị già. Tại sao? Tại em mới thấy anh kia chớp mắt với em. Trời ơi, khoan, đợi chứ, nè. Anh lọ ra đúng một con mắt rồi, anh chớp mắt, anh ơi làm lại anh ơi. Ở đây mới nhìn vô trong cái lèo được hay ta. Anh đâu rồi? Trời ơi. Rồi, đó là ý kiến của nam em. Thưa Thi Dinh, em thì chắc chắn là Harry là được massage rồi, bị nhộp. Và khả năng là dạ với anh Cương thôi, em nghĩ là... Một trong thôi, hai. Anh Cương đi. Tiết Cương. Tại vì... đây Lực. Tôi chọn Tiết Cương. Tại sao? Tiết Cương bị đánh. Tại sao? Tại vì cái nét anh Cương diễn nó đơ. Thường thường là anh Cương anh chịu đựng, anh gọng gì đó, anh hay vậy lắm. Nhưng khi massage sướng quá sao anh? Không, nếu mà massage sướng anh Cương sẽ khác. Rồi, mở lều. Mở ra đi em, ngợp quá em ơi. Dạ. Trời ơi nóng quá. Rồi, tất cả chuẩn bị tái hiện. Diễn là cảnh sập lều luôn nha. Dạ. Xin mời tái hiện. Biết ngay mà. À. La đi dạ, em bị đánh mà. Dù sao cảm ơn các bạn. Cảm ơn rất là nhiều. Em thấy không có vui gì cả. Trời ơi, bây giờ em nhìn mèo lắm chị. Ủa sao mà dạ không có sợ vậy? Con Trăng bà dám cầm, con Sâu bà không dám cầm. Ôi, con Trăng thì còn dễ thương, con cái này không có dễ thương gì cả. Em không phải là dễ thương gì. Em làm gì? Đu. Em đu. Đu đâu? Đu đâu, đâu còn được hơn là cầm mấy cái này. Ghê. Dạ. Qua đu. Đu. Bóp. Bự. Bỏ đây. Bóp nhỏ bỏ đây. Không tính điểm. Con này ăn ngon. Anh cứ đi đi. Bắt đầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Kinh điển là vận động trường MV ca nhạc solo. Sao MV ca nhạc mà muốn nam diễn viên kỳ vậy? Không tin Honey luôn á. Mà sao em có thể liều lĩnh đến như vậy? Em thấy cái con này làm cho em liều á. Vậy hả? Dạ. Thà là đu vậy không sao chứ còn đụng tới con này là thôi bỏ. Dạ em bỏ. Nhưng mà Thúy Ngân nãy cũng hay là vừa có được đối sợ hãi. Trời hay, thật sự hay quá à. Ủa sao không ai nói về tôi hết vậy? Tôi bị thoái quá đốt sống cổ nè. Người ta có tóc, người ta còn có cái gì đó đệm tôi là trực tiếp luôn á. Như vậy là cái bài hát vừa rồi với giọng hát của hai người thì đã mang về được 88 điểm đó. Và Harry chỉ bị trừ có 3 lần vi phạm luật thôi. Wow. Nhưng mà 88 trừ đi 3 cộng cho 285 là bằng 370. Trời ơi, trùng khớp bất ngờ. Trời ơi, không chết được luôn. Trời ơi. We'll be right back.